thứ tư 25 tháng 12, lễ Giáng sinh, lễ ban ngày. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người. Ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Suy niệm: hôm nay chúng ta cử hành biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô. Bài tin mừng hôm nay: vãng ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Theo tiếng Hy Lạp chữ cư ngụ giữa chúng ta có nghĩa là Thiên Chúa cắm lều của Ngài ở giữa chúng ta. Biến cố vĩ đại này của Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại. Trong con người của hài nhi Giêsu được gọi là sự nhập thể, Thiên Chúa mang lấy thân xác con người. Giáo hội dùng từ nhập thể để nói lên sự kiện con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính loài người, để thực hiện ơn cứu độ ngay trong bản tính đó, nơi Chúa Kitô. Chân lý của Thiên Chúa đã được bày tỏ cách trọn vẹn với sự nhập thể của người. Một cách nào đó con Thiên Chúa đã nên một với mọi người. Đó là cách biểu lộ tuyệt hảo tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Vào buổi sáng nọ,
người thợ giày thức giấc rất sớm. Anh quyết định chuẩn bị căn xưởng nhỏ của anh cho tươm tất, rồi vào phòng khách chờ đợi cho bằng được người khách quý. Người khách đó không ai khác hơn là chính Chúa. Bởi vì tối qua trong giấc mơ Ngài đã hiện ra và báo cho anh biết Ngài sẽ đến thăm anh trong ngày hôm sau. Người thợ giày ngồi chờ đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan. Khi những tia nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe được tiếng gõ cửa. Lòng anh hồi hộp sung sướng. Hẳn là Chúa đến. Anh ra mở cửa. Thế nhưng kẻ đang đứng trước mặt anh không phải là Chúa, mà là người phát thư. Sáng hôm đó là một ngày cuối đông. Cái lạnh đã khiến mặt mũi tay chân người phát thư đỏ như gấc. Người thợ giày không nỡ để nhân viên bưu điện run lẩy bẩy ngoài cửa. Anh mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã được sưởi ấm, người phát thư đứng dậy cảm ơn và tiếp tục công việc. Người thợ giày lại vào phòng khách chờ Chúa. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy một em bé đang khóc sướt mướt trước cửa nhà. Anh gọi nó lại hỏi cớ sự. Nó mếu máo cho biết đã lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ giày lấy bút viết vài chữ để lại trên bàn, báo cho người khách quý biết mình đã đi ra ngoài. Nhưng tìm đường dẫn đứa bé về nhà đâu phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng. Mãi chiều tối anh mới tìm ra nhà đứa bé. Và khi anh về lại nhà thì phố xá đã lên đèn. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy có người đang đợi anh. Nhưng đó không phải Chúa mà là một người đàn bà với dáng vẻ tiều tụy. Bà cho biết đứa con của bà đang ốm nặng và bà đã không hề chợp mắt suốt đêm qua. Nghe thế, người thợ giày lại hối hả đến săn sóc đứa bé. Nửa đêm anh mới về nhà. Anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ. Thế là một ngày đã qua mà Chúa chưa đến thăm anh. Nhưng đột nhiên trong giấc ngủ, người thợ giày nghe tiếng Chúa nói với anh: "Cảm ơn con đã dọn trà nóng cho ta uống. Cảm ơn con đã dẫn đường cho ta về nhà. Cảm ơn con đã săn sóc an ủi ta. Cảm ơn con đã